Rồi, thế buổi trước là lớp chúng ta học đến đâu rồi ạ? Chúng ta học đến hết bài số 4 chưa ạ? Alo? Cái này tức là có lớp em thì có em một bạn là bạn Hải là của trung tâm 125 của năm ngoái á. Mic của chị nó dè quá, tôi không nghe thấy chị nói điều gì. Tháng này là học các bài toán kiểm định giá trị trung bình này ạ. Và như vậy là chúng ta đã xong bài số 4 là so sánh tỷ lệ đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang bài số 5 đúng không ạ? Thầy nghe được chưa ạ? À, vâng, tôi nghe được rồi ạ. Vâng, à, lớp em thì có em với một bạn đó là bạn Hải là của chuyên khoa một y học cổ truyền của năm ngoái ạ. Thì Vâng. bọn em năm ngoái bọn em chưa học được thì năm nay bọn em xin học lại. Thì thầy Tuấn cho vào lớp mình thì trên danh sách thì em chưa thấy á. À thế ạ. Vâng, thế Vâng thì ạ. tôi tí tôi sẽ bổ sung vào danh sách nhá. Chị đọc họ tên nhé. Vâng. À, Nguyễn Thị Hậu ạ. Vâng. Thầy Vâng, sinh chuyên ngành gì chị nhỉ? ở chuyên ngành y học cổ truyền K25 ạ. Vâng, rồi. À, ngày sinh có phải đọc không thầy? Vâng, chị đọc luôn ạ. À, 29 tháng 7 1991 Ok. ạ. Với một bạn nữa là Lê Thị Hồng Hải ạ. Ngày sinh ạ. Ngày sinh của bạn ấy thì em không nhớ, thì lát nữa bạn Rồi. bạn bổ sung sau ạ. Cũng y học cổ truyền K25 ạ. Rồi, Em ok ạ. thầy là ngày sinh của em là mùng 2 tháng 12 năm 1991 ạ. Rồi, ok ạ. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ vào lớp nhé. Ở buổi hôm nay thì chúng ta sẽ sang cái bài số 5, đó là bài toán về so sánh trung bình cũng như là tính tương quan đúng không ạ? Thế thì khi mà làm bài toán về so sánh trung bình này thì các anh chị sẽ thấy chúng ta sẽ làm việc với biến là biến gì ạ? Biến định lượng đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Chúng ta sẽ làm việc với biến định lượng. Và trong cái bài toán so sánh trung bình này thì chúng ta sẽ có 3 bài toán con nhé. Bài toán thứ nhất đó là chúng ta so sánh trung bình với một cái giá trị cho trước đúng không ạ? Hoặc là so sánh trung bình với một cái trung bình lý thuyết. Tôi lấy ví dụ như là gì ạ? Người ta muốn so sánh lượng gluco của nghiên cứu của chúng ta đúng không ạ? Với giá trị 6.4 xem có khác biệt không đúng không ạ? Thì đấy là bài toán so sánh trung bình với một giá trị cho trước. Bài toán thứ hai là bài toán so sánh trung bình của hai nhóm. Ví dụ như là người ta muốn so sánh xem là gì ạ? Lượng cholesterol của nam và nữ trong những nghiên cứu của chúng ta có như nhau hay không đúng không? Thầy để cho em hỏi tí là cái danh sách kia là có của trung khoa một y học hạt nhân không ạ? Y học hạt nhân. Có bạn Đức kia bạn bỏ rồi ạ. Bạn Đức kia là bạn chuyển sang học học thạc sĩ ạ. Chỉ có một mình em ạ. Bạn bạn Bùi Văn Vâng. Đức đấy ạ. Vâng. Rồi. Vâng, chỉ còn em. Em cảm ơn thầy. Vâng. Bài toán thứ hai là bài toán so sánh trung bình của hai nhóm đúng không ạ? Ví dụ như là người ta muốn so sánh xem lượng cholesterol của nam và nữ có như nhau hay không đúng không ạ? Và bài toán thứ ba đó là bài toán so sánh trung bình trước và sau khi điều trị hay người ta còn gọi là bài toán so sánh hiệu quả đúng không ạ? Ví dụ như là người ta muốn so sánh xem cái lượng bạch cầu trước điều trị và sau điều trị 30 ngày đúng không ạ? Xem là có khác biệt hay không. Thế thì đấy là bài toán so sánh hiệu. Thế thì khi mà các anh chị chúng ta làm một bài toán về so sánh trung bình thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định xem đấy là bài toán gì và chúng ta sẽ sử dụng lệnh đúng không ạ? Đây thì tất cả những cái lệnh về so sánh trung bình thì chúng ta sẽ đều vào là gì ạ? Analyze đúng không ạ? Chọn descriptive, chọn compare mean đúng không ạ? Chúng ta sẽ vào ví dụ như là so sánh trung bình với một giá trị cho trước thì chúng ta chọn one symbol t-test đúng không ạ? So sánh trung bình của hai nhóm thì chúng ta sẽ vào independent và so sánh trung bình trước và sau điều trị thì chúng ta sử dụng pair đúng không ạ?
Thế thì sau đây tôi sẽ làm cho anh chị mẫu một bài nhé. Ví dụ như là chúng ta mở trang 96 ra, chúng ta sẽ làm bài 5.1. Đầu tiên là đề bài yêu cầu chúng ta mở cái file dữ liệu viêm gan đúng không ạ? Thế thì ở đây thì tôi đã mở sẵn cái file dữ liệu viêm gan rồi. Khi các anh chị làm bài thì chúng ta cũng phải đọc xem là đề người ta yêu cầu mở file dữ liệu gì đúng không ạ? Thì ở đây là mở file viêm gan. Thì trong file viêm gan này của chúng ta sẽ có tổng cộng là 105 bản ghi đúng không nhỉ? Chúng ta đọc đề bài ạ. Lượng gì ạ? FGPT trung bình của nhóm nghiên cứu có bằng 40 không đúng không ạ? Như vậy chúng ta xác định đây là bài toán so sánh trung bình với một giá trị cho trước đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ vào analyze, chọn compare mean và chọn one symbol t-test đúng không ạ? Đó. Sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm đến biến gì ạ? SGPT đúng không ạ? Biến bao giờ người ta cũng sẽ là viết hoa hoặc là in đậm đúng không nhỉ? Thế thì chúng ta sẽ tìm đến cái biến SGPT. Chúng ta sẽ đẩy sang phần test variable đúng không ạ? Tiếp theo người ta gì ạ? Kiểm định với giá trị 40. Thế thì chúng ta sẽ nhập cái giá trị kiểm định cần kiểm định ở đây là gì ạ? 40 đúng không nhỉ? Chúng ta thử vào option không có gì đúng không ạ? Đấy. Sau đó các anh chị nhấn OK. Thế thì sau khi mà chúng ta thực hiện lệnh thì lúc này nó ở màn hình output nó sẽ hiện ra phần kết quả đúng không ạ? Và chúng ta phải biết cách đọc kết quả ở màn hình output. Thế thì đọc kết quả ở đây thì chúng ta sẽ đọc một số những cái thông số như sau. Thứ nhất đó là cỡ mẫu nghiên cứu. Thì các anh chị sẽ thấy là cỡ mẫu nghiên cứu ở đây N bằng 73. Thế thì tại sao N lại bằng 73 trong khi là số lượng bản ghi của chúng ta nó là gì ạ? Là 105 đúng không ạ? Thì anh chị sẽ thấy là gì ạ? Chỉ có 73 bản ghi có dữ liệu về SGPT đúng không ạ? Cho nên là cỡ mẫu khi mà chúng ta làm nghiên cứu về cái biến SGPT nó chỉ có 73. Như vậy là bao giờ chúng ta đọc kết quả chúng ta cũng phải đọc cái cỡ mẫu liên quan đến cái biến chúng ta nghiên cứu. Thứ hai đó là giá trị trung bình đúng không ạ? Như vậy là gì ạ? Trung bình SGPT của 73 bệnh nhân nó sẽ là bao nhiêu ạ? 62,6027 đúng không ạ? Tiếp theo là độ lệch đúng nhỉ? Độ lệch là 43,032. Như vậy các anh chị thấy là gì ạ? Độ lệch ở đây tương đối là lớn đúng không ạ? Chứng tỏ là cái lượng SGPT nó dao động rất là nhiều so với giá trị trung bình. Và chúng ta sẽ xuống cái kiểm định one symbol t-test, người ta test với giá trị là 40 đúng không ạ? Như vậy người ta so sánh cái giá trị trung bình 62 của chúng ta với giá trị kiểm định là 40, xem là khác biệt có ý nghĩa thống kê hay là khác biệt không có ý nghĩa thống kê đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ đọc đầu tiên đó là trung bình khác biệt. Trung bình khác biệt này chính là cái giá trị trung bình của chúng ta trừ đi cái giá trị kiểm định đúng không ạ? Thì nó sẽ ra là trung bình khác biệt. Như vậy trung bình khác biệt ở đây là gì ạ? 22,60274 đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đọc cái giá trị P đúng không ạ? P ở đây sẽ là gì ạ? Giá trị xích đúng không ạ? Và kiểm định của chúng ta là kiểm định hai phía nên là nó có số 2. P ở đây sẽ bằng 0,000 nhỏ hơn 0,05. Như vậy chúng ta kết luận là gì ạ? Giữa giá trị trung bình nghiên cứu của chúng ta với giá trị kiểm định 40 là khác biệt có ý nghĩa thống kê. Nếu anh chị nào muốn tăng cái độ tin cậy lên thì chúng ta có thể là so sánh cái giá trị P này với 0,01 đúng không ạ? Thế thì khi đấy chúng ta kết luận là khác biệt với độ tin cậy là 99%. Nếu chúng ta muốn tăng độ tin cậy nữa lên đúng không ạ? Thì chúng ta có thể so sánh với lại 0,001 đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy là P cũng nhỏ hơn 0,001. Như vậy chúng ta có thể kết luận là gì ạ? Cái trung bình của mình với giá trị kiểm định 40 là khác biệt có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy là 99,9% đúng không ạ? Đấy, như vậy là tôi đã làm mẫu cho anh chị cái bài 5.1 đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ làm những cái bước như sau. Thứ nhất là chúng ta đọc
đề bài chúng ta xác định đây là bài toán gì đúng không ạ? Và chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh tương ứng để chúng ta làm. Tiếp theo đó là chúng ta biết cách đọc kết quả ở màn hình output đúng không ạ? Và cái thứ ba đó là chúng ta biết về ý nghĩa thống kê cũng như là ý nghĩa y học. Ý nghĩa thống kê ở bài toán này là gì ạ? P của chúng ta nhỏ 0,05, như vậy là khác biệt của ý nghĩa thống kê đúng không ạ? Còn ý nghĩa y học của nó là gì ạ? Là gì ạ? Cái giá trị trung bình nghiên cứu của chúng ta thì nó lớn hơn cái giá trị kiểm định đúng không ạ? Đó. Rồi, thế thì các anh chị sẽ thấy là trong cái quyển thực hành của mình, như các cái buổi trước anh chị đã làm ạ, thì chúng ta thấy là phía trước là phần đề bài đúng không ạ? Và phía sau là phần hướng dẫn thực hành. Thì các anh chị, chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đọc phần đề bài trước. Khi mà đọc đề bài chúng ta cảm thấy làm được thì chúng ta sẽ tự làm đúng không ạ? Còn nếu mà trường hợp các anh chị đọc đề bài chúng ta vẫn thấy là còn khúc mắc thì chúng ta sẽ mở cái phần hướng dẫn ra, phần hướng dẫn thực hành ạ. Chúng ta mở phần hướng dẫn ra, chúng ta đọc để xem sách họ hướng dẫn cho mình đúng không ạ? Sau đó là chúng ta làm theo. Quá trình thực hành mà các anh chị gặp vướng mắc gì thì các anh chị cứ hỏi nhé. Thì tôi sẽ, các anh chị xem màn hình và tôi sẽ vào để tôi hỗ trợ các anh chị, được chưa? Rồi, thế thì sau đây các anh chị chúng ta sẽ tự thực hành. Đến cuối giờ thì tôi sẽ mời các anh chị chúng ta chia sẻ màn hình và chúng ta làm bài, chữa bài cho cả lớp nhé. Các anh chị rõ chưa ạ? Rõ. Vâng, rồi. Thế bây giờ các anh chị thực hành đi ạ. Vâng, tôi có nhận được một cái tin nhắn của chị Thùy Dương ạ, là phần so sánh trung bình của nhiều biến, nếu mà chúng ta chưa được học thì chúng ta sẽ bỏ qua cái phần đấy, chúng ta không làm nhé. Chỉ những phần nào mà chúng ta được học lý thuyết thì chúng ta mới làm phần thực hành nữa. Vâng, anh Phạm Văn Trường có hỏi là ở bài 5.4 thì đây là biến bilirubin nhé, trực tiếp ạ, TT là trực tiếp ạ. Thầy cho em hỏi một chút đấy ạ. Vâng, chị hỏi đi ạ. Anh hỏi về cái bài 4.23 thầy ạ. Vâng. 4.23 bài cũ ạ. Dạ, vâng vâng, ok ạ. Câu B của bài đấy ấy, thầy. Câu hỏi là tỷ lệ bệnh nhân không phù nhưng có xuất huyết là bao nhiêu ấy ạ? Tại em thấy câu hỏi này nó chưa rõ ấy. Không rõ ở điểm nào ạ? Là tỷ lệ bệnh nhân không phù nhưng có xuất huyết của nhóm nào ấy ạ? Nếu nó là của nhóm không phù thì nó có kết quả khác, nhưng nó là của nhóm có xuất huyết thì nó sẽ có kết quả khác ấy ạ. So với nhóm nào ấy ạ? Ở đây ý B này người ta hỏi là tỷ lệ bệnh nhân không phù và có xuất huyết, tức là trên toàn bộ bệnh nhân nhé, chứ không phải là của nhóm nào. Là tất cả của trên ghi nhóm nghiên cứu ấy ạ? Đúng rồi, đúng rồi. À, vâng ạ. Thầy, cái phần mà so sánh nhiều biến tương quan thì bọn em chưa học nữa hả? Phần cái gì mà xem một tương quan tuyến tính em chưa học cái này thì thôi nhá. Vâng, đúng rồi. Phần nào chưa học thì mình bỏ qua nhá. Vâng. Hầu như là chưa học thầy ạ. Thưa thầy, em hỏi. Nhưng mà cũng mỗi cái bài đầu thôi ạ. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.3 và 5.6. Còn lại tất cả là so sánh nhiều biến thì chưa học cả. Xem một tương quan tuyến tính em không học cái này. Rồi rồi, đúng ạ. Những cái bài 5.4 đấy, 5.4 là ba biến hình như chưa nhóm này. Chưa có hai nhóm thôi. Ở đây mình hiện tại là mình đang học là so sánh với một giá trị cho trước đúng không ạ? Trung bình của hai nhóm và so sánh trước và sau đúng không ạ? Thì mình làm những cái bài toán liên quan đến phần đấy thôi nhá. Nên là trung bình giữa ba nhóm này chưa học, thì có hai nhóm thôi. Tiến tính chưa học. Bài 5.4 chưa học đâu. Dạ, em thưa thầy cho em hỏi một chút ạ. Vâng, chị nói đi ạ. Vâng, thưa thầy là cái bài 5.2 ấy ạ. Em vâng. Làm đúng file vừa mới giải nén xong, nhưng mà em chỉ ra được có bệnh nhân là 51 là bệnh nhân có xuất huyết và 52 là bệnh nhân không xuất huyết, thì có sao không ạ? Trong sách thì là 52 ấy ạ. À, thì chị thử kiểm tra xem là mình có điều kiện lọc gì không nha. Đâu, chị chia sẻ màn hình đi ạ. Không cần, đúng 52 mà, trong sách đúng hơn, trong phần mềm đúng mà, không sai. Okay. Như vậy của chị là nó đang bị lệch một cái đúng không ạ? Chị.
Vâng ạ, của em Đã... thấy bị lệch kể cả tai biến rồi ạ. Người ta là biến là thời gian điều trị thì chị lại thời gian diễn biến, cho nên là nó bị sai nhá. Đây này chị có nhìn thấy không? Cái dạ biến em cảm ơn thầy ạ. là thời gian diễn biến đó, nó khác với thời gian điều trị ạ. Thầy cho em hỏi cái phần bài 5.15 ấy, phần nghiên cứu chỉ số SGPT đấy ạ. Vâng. Của những bệnh nhân sử dụng thuốc lợi tiểu và những bệnh nhân không sử dụng thuốc lợi tiểu ạ. Thì trong cái phần mà ví dụ như cái phần mà trong cái phần mà mô tả biến này thì cái thì trong cái giá trị value của nó chỉ có 1 và 2 thôi, nhưng mà trong cái phần định danh của nó thì không gắn nhãn cho nó, nên không biết là một hay là dùng hay không dùng. Cái này em không biết cái nó mô tả như nào đúng không? Vâng, thì cái này thì không gắn nhãn thì anh có thể gắn nhãn thêm nhá, thì một sẽ là lợi tiểu và hai là không lợi tiểu nhá. Vâng. Thế thầy cho em hỏi là độ lệch lượng ở đây, người ta hỏi đây là độ lệch chuẩn là thầy? Ờ, bài bao nhiêu chị nhỉ? Các bài 5.11 đi ạ. 5.11. Vâng, độ lệch chính là độ lệch chuẩn đấy chị ạ. Vâng, vâng, em cảm ơn thầy. Anh nói đi ạ. Thầy là bài 5.11 với 5.12 thì mình sử dụng cái lệnh Parallel Sample T-Test ạ. 5.11 và 5.12 ạ? Vâng. Đúng rồi anh. Ở đây là mình sẽ so sánh trước và sau khi điều trị nhé. Vâng vâng. Thế cái 5.15 hay cái thuộc lời tiểu nó trả chủ đích là một là có hay không, hai là thế nào? Với bài 5.15 nhé thì anh thêm vào nhé, một là sử dụng thuốc lợi tiểu nhé và hai là không sử dụng thuốc lợi tiểu. Rồi các anh chị ơi, lớp chúng ta sẽ nghỉ giải lao 30 phút nhé. Chúng ta sẽ nghỉ từ 3 giờ cho đến 3 rưỡi nhé. Sau 3 rưỡi thì chúng ta sẽ quay trở lại lớp học ạ. Vâng ạ. Thầy vâng. Rồi tôi sẽ mời một anh chị làm bài 5.2 nhé. Đi thầy ạ. Em đi thầy ạ. Vâng. Thầy cho em xin phép nghỉ sớm một chút được không ạ? Bởi vì hôm nay em có chút việc cơ quan cơ ạ. Vâng. Anh tên là gì ạ? Dạ. Em là bà Cầm Nam. Y tế công cộng ạ. Số bao nhiêu anh nhỉ? 4 anh thầy. 74 ạ. Dạ vâng. Rồi, ok anh. Dạ, vâng, cảm ơn thầy ạ. Rồi, mời mời anh chị làm bài 5.2 ạ. Xin mời... Số 8, Nguyễn Thị Thu Hà, răng hàm mặt. Chị Nguyễn Thị Thu Hà sinh ngày mùng 10 tháng 10 năm 93 có ở đây không ạ? Em có ạ. Vâng. Chị làm cho bài 5.2 nhá. Dạ vâng ạ. Em bắt đầu làm rồi ạ. Vâng. Thầy nhìn thấy màn hình của em chưa? Vừa nhìn thấy nhưng mà hình như chị lại tắt mất cái chế độ chia sẻ rồi. Tự nhiên nó lại bị ao ra rồi ạ. Dạ, bây giờ thầy thấy chưa? Rồi, đã thấy rồi ạ. Vâng ạ. Đề bài là so sánh thời gian điều trị trung bình của hai nhóm bệnh nhân có xuất huyết và không xuất huyết ạ. Vâng. Vâng. Em sẽ vào mục analyze ạ. Chọn comprehensive. Chọn independent symbol t-test ạ. Rồi, ok. Dạ vâng ạ. Em sẽ chuyển cái thời gian điều trị ạ. Of God.
và chuyển trường xuất huyết sang mục grouping variable. Vào define group ạ, để nhập giá trị 1 là có xuất huyết và giá trị 2 là không xuất huyết ạ. Rồi. Continue ạ. Và chúng ta sẽ có một bảng là thời gian điều trị có xuất huyết là có 52 ạ. Chị sâu cái bảng output lên nhé. Hiện tại là chị mới chia sẻ cái màn hình dữ liệu thôi ạ. Phải làm nào đây? Chị nhấn vào cái share stream ấy, chị chọn thêm cái màn hình output. Hiện tại là chị mới chỉ chia sẻ cái màn hình dữ liệu thôi. À, vâng. Rồi, ok ạ. Dạ, vâng. Chị đọc kết quả đi ạ. Em có thể là nhóm có xuất huyết là có 52 bệnh nhân ạ. Vâng. Và nhóm không xuất huyết cũng là 52 bệnh nhân ạ. Rồi. Giá trị P khi so sánh phương sai là 0.004. Và cái này là... Về sai à? Cái này là có sự khác biệt ạ. Vâng, có sự khác biệt. Bệnh giữa nhóm bệnh nhân xuất huyết và không xuất huyết ạ. Rồi, P trung bình ở đây sẽ bằng bao nhiêu ạ? Mà dạ, P trung bình ở đây sẽ bằng 0.054 ạ. 0.054 đúng không ạ? Dạ vâng. Ok, như vậy mình kết luận gì về trung bình nhỉ? Vì giá trị 0.054 thì lớn hơn 0.05 ạ. Nên là sẽ không có sự khác biệt về số ngày điều trị trung bình giữa hai nhóm bệnh nhân này ạ. Rồi, cảm ơn chị nhé. Vâng ạ. Rồi, thế thì các anh chị chúng ta sẽ nhìn kết quả ở đây đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là trung bình thời gian điều trị của bệnh nhân có xuất huyết ở đây nó sẽ là 4.56 ngày đúng không ạ? Còn của nhóm không xuất huyết là 7.27. Mặc dù chúng ta nhìn thấy hai con số này nó có sự chênh lệch đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng cái kiểm định ra đúng không ạ? Thì chúng ta thấy P nó là 0.054 và chúng ta kết luận là gì ạ? Hai cái trung bình thời gian điều trị này là khác biệt, không có ý nghĩa thống kê. Thế thì các anh chị thấy là vì sao lại không có ý nghĩa thống kê? Thì ở đây chúng ta thấy là do gì ạ? Cái phương sai của nó tương đối là lớn đúng không ạ? Ví dụ như là phương sai của không xuất huyết nó là tận 8.45 ngày đúng không ạ? Rồi phương sai của có xuất huyết nó là 5.3 ngày. Như vậy phương sai ở đây là lớn nha. Và cái vấn đề thứ hai đó là có thể là do cái cỡ mẫu của mình nó là tương đối bé đúng không ạ? Ví dụ như là có xuất huyết và không xuất huyết nó chỉ có 52 bệnh nhân thôi, tổng là 104 bệnh nhân. Như vậy là cái cỡ mẫu nó chưa đủ để làm cho cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê đúng không ạ? Đấy, do vậy khi mà chúng ta làm nghiên cứu ấy thì các anh chị chúng ta nên làm những cái trường hợp mà cỡ mẫu nó lớn thì khi đó thì mình kết luận nó sẽ có ý nghĩa tốt hơn. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta tính ra P mà nó cũng chưa có sự khác biệt thì chúng ta có thể là gì ạ? Thêm cái cỡ mẫu vào đúng không ạ? Tức là bổ sung thêm bệnh nhân để khi đó cái nghiên cứu của chúng ta nó có ý nghĩa. Còn nếu mà cái nghiên cứu của chúng ta mà đưa ra nó không có ý nghĩa gì thì lúc đấy cái luận văn của mình hay là cái đề tài của mình nó sẽ không có ý nghĩa. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn ạ. Đấy, anh chị thấy là chị Thu Hà mở màn hôm nay rất là tốt đúng không nhỉ? Rồi, cảm ơn chị Thu Hà nha. Sau đây chị Thu Hà tắt cái xe màn hình đi để tôi sẽ mời của anh chị khác. Rồi, tiếp theo thì bài 5.4 và 5.5 thì đây là bài toán so sánh trung bình của ba nhóm thì anh chị chưa được học đúng không ạ? Nên là chúng ta bỏ qua nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang bài 5.6 ạ. Em thưa thầy. Vâng, chị hỏi gì ạ? Đợi thầy cho em hỏi là cái tính P khi so sánh trung bình khi nào thì lấy dòng trên, khi nào lấy dòng dưới ạ? Thì đầu tiên là mình sẽ đọc P so sánh phương sai trước đúng không ạ? Thì P phương sai ở đây sẽ là 0.532. Như vậy mình kết luận là phương sai là như nhau đúng không ạ? Thế mình sẽ
dựa vào cái giả thiết ở đầu cái bảng đấy đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là cái dòng trên người ta là gì ạ? Giả thiết phương sai là như nhau đúng không ạ? Và cái dòng dưới giả thiết phương sai là không như nhau đúng không ạ? Do chúng ta kết luận là phương sai như nhau cho nên chúng ta sẽ đọc cái P ở cái dòng phía trên, tức là gì ạ? Giả thiết phương sai là như nhau và P nó sẽ là 0,879 đúng không ạ? Còn nếu mà trường hợp phương sai khác nhau thì chúng ta sẽ đọc P ở dòng dưới nhé. Chị rõ chưa ạ? Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Vâng, chị Thủy đã rõ rồi. Còn anh chị nào hỏi nữa không ạ? Dạ em có thấy em muốn hỏi về cái điểm cắt coi ạ. Vâng. Cái điểm ấy nếu mà nó đề bài mà cho là nhỏ hơn bằng 6 tuổi và lớn hơn 6 tuổi thì mình để giá trị nào? Thì mình có thể lấy điểm cắt nó là đâu chị muốn điểm cắt nó là gì ạ? Nghĩa là cái dấu bằng ấy nó đổi ngược lại ạ. Trong đề bài 593 ấy. Vâng. Dấu bằng nó ngược lại tức là gì ạ? Nhỏ hơn bằng 6 tuổi đúng không ạ? À, vâng đúng ạ. Đấy thì mình có thể lấy điểm cắt là lẻ một chút ạ. Ví dụ như là 6,001 hoặc là 5,999 đấy thì mình sẽ được cái giá trị đấy thôi ạ. Cái điểm dấu bằng này nó sẽ đẩy về giá trị lớn hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Bao giờ nó cũng quy định là dấu bằng là ở nhóm lớn hơn. Cho nên là ví dụ với trường hợp kia thì mình sẽ lấy điểm cắt nó lẻ đi một chút nhé. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Hoặc là mình có thể làm một cách nữa đó là chị phân nhóm đúng không ạ? Ví dụ như là chị tạo ra biến phân loại tuổi bằng lệnh recode ấy. Sau đó mình sẽ test cho hai nhóm lớn mình sẽ test cho hai nhóm giống như bài 5.2 ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Có anh nào vừa muốn hỏi gì ạ? Dạ, hôm sau Minh Thí thì có bản Việt hóa không thầy? Hay là lại bản tiếng Anh như này? Bản Việt hóa là như nào anh? Tức là nó dịch sang tiếng Việt hoàn toàn đấy. À không ạ, mình sẽ thi cái bản này luôn đây anh ạ. Mình sẽ thi bản 20. Vâng ạ. Rồi, tiếp theo sẽ mời một anh chị làm bài 5.6 nhé. Mời một anh chị ở chuyên ngành truyền nhiễm ạ. Số 30 ạ. Nguyễn Thị Kim Chi. Thưa thầy, chỗ em đang bị bất tiện, em chỉ không share được màn hình vậy thầy ạ. À đấy ạ. Dạ vâng ạ. Em có làm nhưng mà không share được màn hình, em dùng hai thiết bị ạ. Rồi, thế chị có thể quay điện thoại vào được ạ. Dạ vâng. Rồi, ok đấy ạ. Vâng ạ. Bài 5.6 đấy. Rồi, chị cứ làm đi xong rồi chị đọc cho kết quả nhé. Dạ vâng. Chị có nghe thấy không ạ? À, vâng, em đây, nghe thấy. Vâng, cỡ mẫu là bao nhiêu ạ? À, là 66 ạ. Alo ạ. Vâng, chị đọc đi ạ. Cỡ mẫu là bao nhiêu, chị đọc luôn. À, cỡ mẫu là 66 thầy ạ. Vâng, cỡ mẫu là 66 đúng không ạ? Trung bình bạch cầu trước điều trị là bao nhiêu ạ? Trung bình bạch cầu trước điều trị là 16,3 ạ. 16,3 đúng không ạ?
Rồi, sau điều trị là bao nhiêu? Sau điều trị là 7,7591 ạ. Rồi, độ lệch bạch cầu trước điều trị là bao nhiêu ạ? Độ lệch là... trước điều trị là 9,7741 ạ. Và sau điều trị là bao nhiêu ạ? Sau điều trị là 1,88 ạ. Và rồi, ở đây trung bình khác biệt là bao nhiêu ạ? Trung bình khác biệt là 8,55 phải không ạ? Vâng, đúng rồi, trung bình khác biệt là 8,55 đúng không ạ? Khoảng tin cậy 95% của trung bình khác biệt là bao nhiêu ạ? Là 1,02 ạ. Sai rồi ạ. Khoảng tin cậy là bao giờ nó cũng phải là giá trị nhỏ đến giá trị lớn nhá, nó không phải là một giá trị đâu ạ. Lao ơ mà. 6,507 ạ. Vâng, từ 6,507 cho đến bao nhiêu ạ? Đấy là 10,599 ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Từ 6,507 cho đến 10,599 đúng không ạ? Vâng ạ, vâng. Rồi, giá trị P value ở đây bằng bao nhiêu ạ? Giá trị P value ở đây là 0,000 ạ. Vâng, P value là 0,000 ạ. Giá trị t test ở đây là bao nhiêu ạ? T-test 0,001 hả thầy? Ờ, sai rồi ạ. Giá trị T-test chính là cái giá trị T ấy, ở cái cột số 3 từ bên tay trái sang. 8,361 đấy ạ. 8,361 đấy, đúng không ạ? Rồi, như vậy chúng ta thấy P là bằng 0,000. Thế thì mình kết luận là gì nhỉ? Khác biệt có ý nghĩa thống kê ạ. Rồi, như vậy là ở đây ý nghĩa về thống kê là khác biệt có ý nghĩa thống kê đúng không ạ? Thế ý nghĩa về y học là gì ạ? Ý nghĩa y học là có sự khác biệt giữa bạch cầu trước và sau điều trị ạ. Rồi, đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy là có sự khác biệt giữa bạch cầu trước và sau khi điều trị đúng không ạ? Và cụ thể ở đây thì mình thấy là lượng bạch cầu sau điều trị thì nó sẽ giảm hẳn so với trước điều trị. Ngoài ra thì các anh chị có thể nhìn vào cái độ lệch chuẩn ấy. Thì các anh chị thấy là trước điều trị độ lệch của nó là 9,7. Đúng không ạ? Còn sau điều trị của nó chỉ có 1,8. Chứng tỏ là sau điều trị thì bệnh nhân nó ổn định hơn đúng không ạ? Tức là những cái bạch cầu dao động của các bệnh nhân so với giá trị trung bình nó thấp. Tức là mức bạch cầu nó được ổn định. Chứng tỏ là cái phương pháp điều trị này nó rất là tốt. Nó làm giảm xuống và cái lượng bạch cầu sau điều trị của các bệnh nhân thì nó tương đối là ổn định đúng không nhỉ? Đấy, thế thì khi mà mình làm nghiên cứu thì mình có thể dựa vào những cái con số này để mình đưa ra kết luận. Nhất đó là về cái hiệu quả điều trị đúng không ạ? Thứ hai là mình nhìn vào cái cơ mẫu thì mình có thể thấy được là sau điều trị thì cái lượng bạch cầu của bệnh nhân nó tương đối là ổn định nhỉ? Rồi, cảm ơn chị Kim Chi nhá. Dạ vâng. Thầy, em xin phép thầy cho em nghỉ sớm chút ạ. Vâng, anh... Em số 6, Ngô Anh Tấn. Vâng, em đi tiêm phòng Covid mũi 3. À thế ạ? Vâng. Ờ, anh mới được tiêm à? Bây giờ bọn em trên này được tiêm mũi 3 thầy ạ. Thế ạ?
Ok anh nha. Em từ đây cho anh xin phép nghỉ sớm một chút ạ. Chị Hoa nghỉ sớm làm gì chị nhỉ? Em thưa thầy, làm chị vụ em kết nạp đảng viên, em xin phép thầy cho nghỉ sớm một chút ạ. À vâng, Nguyễn Thị Hoa số 34 đây đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, ok chị nha. Rồi chúng ta tiếp làm tiếp nha. Rồi giờ các anh chị chúng ta sẽ mở sang các cái bài tập làm thêm ạ. Bài tập tự luyện đấy đúng không ạ? Mời mọi anh chị làm cho bài 5.1 ạ. Thế thì các anh chị sẽ thấy ở những cái bài tập tự luyện này thì thứ nhất là gì ạ? Bao giờ chúng ta cũng phải xác định được đây là bài toán gì đúng không ạ? Và thứ hai là các anh chị phải xác định được là điều kiện, tức là gì ạ? Nghiên cứu trên những bệnh nhân nào. Thì khi mà chúng ta đọc về điều kiện thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh select case đúng không ạ? Để chúng ta chọn ra những cái bản ghi thỏa mãn. Sau khi mà chúng ta chọn ra được những cái bản ghi thỏa mãn thì chúng ta mới áp dụng những cái lệnh thống kê để chúng ta làm nhỉ. Rồi mời một anh chị làm bài 5.11 nhé. Mời một anh chị ở nhóm giải phẫu nhé. Mời số 55 ạ, Hoàng Thị Hiếu ạ. Em chào thầy ạ. Vâng, chào chị Hiếu ạ. Chị làm giúp bài 5.11 nhá. Vâng. 5.11 ạ. Thầy thấy màn hình của em chưa ạ? Rồi, thấy rồi đấy ạ. Bài 5.11 là nghiên cứu chỉ số triglyceride trước điều trị và sau 40 ngày điều trị của những bệnh nhân sử dụng thuốc A và C. Thì đầu tiên thì ta sẽ lọc những bệnh nhân sử dụng thuốc A và C ạ. Vâng. Sẽ vào data để em restart nào. Ta sẽ vào if condition ạ. Loại thuốc A và C thì sẽ chọn loại thuốc. Loại thuốc. Thuốc bằng 1 hoặc là loại thuốc C. Vâng đúng ạ, như vậy thì các anh chị thấy là ở đây chị Hiếu đã lọc đúng rồi đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ chọn loại thuốc là A và C tương ứng với loại thuốc bằng 1 hoặc loại thuốc bằng 3 đúng không nhỉ? Rồi tiếp đi ạ. Tiếp theo là tính giữa lượng triglyceride trước điều trị và sau 40 ngày điều trị. Chúng ta sẽ vào Analyze Complement và Pair Sample T-Test.
ta sẽ chọn triglycerides trước điều trị. Triglycerides bắt đầu điều trị, đưa vào variable 1 ạ. Và triglycerides sau 40 ngày điều trị. Triglycerides sau 40 ngày điều trị vào variable 2 ạ. Rồi. Ok. Thì sao sẽ được kết quả? Chị chia sẻ cái màn hình output nhé. Hiện tại là chị chưa chia sẻ cái màn hình output. Vâng. Rồi, ok ạ. Chị Hiếu xem màn hình kết quả này đúng chưa? Để em chị thực hiện lại lệnh như thế nào? Đây là đang là cái output của gì ạ? Choresterol, nó không phải triglycerides. Dạ, để em thực hiện lại lệnh. Chị kéo xuống dưới cùng nhé, là cái lệnh cuối của chị ấy. Rồi, đây đúng rồi. Chị đọc kết quả đi. Câu mẫu bao nhiêu nhỉ? Ở câu A là trung bình và độ lệch của lượng triglycerides trước điều trị. Triglycerides trước điều trị thì trung bình là 3,4605 ạ. Rồi, độ lệch là bao nhiêu ạ? Độ lệch là 0,95986 ạ. Rồi, ok ạ. Ở câu B là trung bình và độ lệch của triglycerides sau 40 ngày điều trị là trung bình là 2,3795 ạ. Vâng. Lệch là 0,63223 ạ. Rồi, ok ạ. Câu C là trung bình và độ lệch của sự chênh lệch lượng triglycerides trước điều trị và sau 40 ngày điều trị thì là trung bình là
08094 ạ. Rồi. Và độ lệch là 0,61354 ạ. Rồi ok ạ. Sang cô D ạ. Cô D là có sự khác biệt giữa lượng triglycerides trước điều trị và sau 40 ngày điều trị không ạ? Thì ta sẽ dựa vào cái P bình phương, cái giá trị P là 0,000 nhỏ hơn 0,01, tức là có sự điều có sự khác biệt giữa lượng triglycerides trước điều trị và sau 40 ngày điều trị với độ tin cậy 100% ạ. Vâng, rất cảm ơn chị nha. Như vậy chị Hiếu đã đọc kết quả rất chính xác rồi đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta thấy là P là bằng 0,000, nhỏ hơn 0,001 đúng không ạ? Như vậy mình kết luận là khác biệt với độ tin cậy là 99% đúng không nhỉ? Rồi cảm ơn chị Hoàng Thị Hiếu nhé. Vâng, em chào. Rồi sau đây sẽ mời một anh chị ở nhóm Y học gia đình ạ. Làm cho bài... năm chấm 14 nhé. À thơ chúng ta làm bài 5.12 ạ. Mời một anh chị ở nhóm y học gia đình làm bài 5.12. Mời số 70 ạ, Lê Văn Nam ạ. Anh Nam có trong lớp mình không nhỉ? Alo ạ, anh Nam có trong lớp mình không ạ? Như vậy tôi sẽ tạm ghi nhận vào đây là anh Nam đang vắng nhé. Mời một anh chị khác nhé. Mời Ngô Minh Hải ạ, số 67 ạ. Hải ạ. Vâng. Vâng. Thầy em... em báo cáo hộ bác sĩ Nam là anh ấy vừa có bệnh nhân nên là anh ấy đi ra khám bệnh nhân tí ạ. Tí anh báo cáo thẻ sau. Rồi ok anh ạ. Vâng, em xin phép làm bài 5.12. Vâng. Bài 5.12 là đề bài là nghiên cứu chỉ số cholesterol trước điều trị và sau 60 ngày điều trị của những bệnh nhân sử dụng thuốc A và B. Câu A là trung bình và độ lệch của thì trước khi đây em sẽ lọc những bệnh nhân mà sử dụng thuốc A và B trước. Vâng. Sẽ sử dụng em sử dụng lệnh silicate. Em đưa biến loại thuốc vào và ở đây A và B là 1 và 2 ạ. Rồi. Ok. Vậy là loại thuốc bằng 1 hoặc loại thuốc bằng 2 đúng không ạ? Ok ạ. Thì ở đây là trên bản ghi là em đã loại ra được những bệnh nhân sử dụng thuốc C, chỉ còn lại thuốc A và B. Sau đó ở đây là em sẽ sử dụng đây là so sánh chỉ số cholesterol nên em sử dụng lệnh và analyze chọn contamin và chọn là PCPT. Rồi. Cặp biến ở đây là cholesterol trước điều trị và cholesterol 60 ạ. Vâng. Kết quả hiển thị trên màn hình output thì câu A là người ta hỏi là trung bình và độ lệch của cholesterol trước điều trị thì giá trị trung bình và độ lệch của cholesterol trước điều trị là
M94 ạ. Vâng. Thì giá trị trung bình độ lệch chuẩn là 0,78 à 0,87 ạ. 0,87 rồi, ok. Vâng. Cholesterol sau 60 ngày điều trị giá trị trung bình là 5.24 và độ lệch chuẩn là 0.71 ạ. Vâng. Câu C là trung bình và độ lệch của sự chênh lệch cholesterol trước điều trị và sau 60 ngày điều trị thì trung bình của sự chênh lệch là 0.69 ạ. Rồi. Và độ lệch chuẩn là 0.23. Vâng, 0.23. Câu D là có sự khác biệt giữa cholesterol trước điều trị và sau 60 ngày điều trị không, thì ở đây là có sự khác biệt giữa cholesterol trước điều trị và sau 60 ngày điều trị, với P ở đây là 0.000 nhỏ hơn 0.01, với độ tin cậy là có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy là 99%. Rồi, rất cảm ơn anh nha. Như vậy các anh chị thấy trong lớp thấy là ở đây anh Hải đã đọc rất là chính xác không ạ? Ở các cái ý đúng không nhỉ? Rồi cảm ơn anh Hải nhé. Vâng ạ. Rồi tiếp theo sẽ mời một anh chị làm cho bài 5.18 ạ. Mời một anh chị ở nhóm y học cổ truyền nhé. Mời số 85 ạ. Nguyễn Thị Hường ạ. Dạ. Có thể là em lúc nãy em có làm nhưng mà có thể là em đang học cái hội đồng chuyên môn về COVID đấy ạ. À vâng. Dạ vâng ạ. Bây giờ sẽ mời một anh chị khác ạ. Mời số 81 ạ, Lê Thị Hằng ạ. Chị Lê Thị Hằng có trong lớp mình không nhỉ? Dạ em có. Vâng. Chị làm chia sẻ màn hình rồi chị làm bài 5.18 nhé. Vâng ạ. Em thấy trong file đái tháo đường. Đái tháo đường. Vâng, đúng ạ. Thế thì bước đầu tiên là chúng ta phải mở đúng file nha. Vâng. Rất nhiều anh chị khi mà đi thi ấy, thì chúng ta mở nhầm file, thành ra là chúng ta cứ làm xong là đến cái bước cuối ấy, có một cái biến nào đó chúng ta tìm trong file đấy nó không có, để các anh chị lại hỏi cán bộ trông thi thì cuối cùng phát hiện ra là chúng ta mở nhầm file đấy, thì chúng ta lưu ý cái việc đấy nhé.
Trong bài 5.18 thì người ta yêu cầu là gì ạ? Nghiên cứu chỉ số HbA1c đúng không ạ? Như vậy biến cần tính toán của chúng ta là biến HbA1c. Vâng. Em thấy là em thấy đầu tiên là phải lọc những bệnh nhân nam giới hút thuốc lá. Vâng. Ơi. Mà gì? Mình vào cái íp kia đã. Alo. À. Ok. Đang đây chị ạ. Vâng vâng. Giới tính nam là Chị gọi chị ơi. Nguyễn Trần Khánh Linh nhá. Nguyễn Trần Khánh Linh, nhìn từ từ xem. Nguyễn Trần Khánh Linh Bắc Giang à? Ừ. Hey, từ tí xem. Mày tra đi mày hô tên đi. Giống nhau, hút thuốc lá. Nguyễn Trần Khánh Linh nhỉ? Bằng 1 ạ. Vâng, hút thuốc lá bằng 1 đúng không ạ? Xem trong hồ sơ thế thì anh hôm đấy làm xong có gắn lại không nhỉ? Hôm đấy làm xong có chụp lại ảnh nhỉ? À. Sau khi lọc xong thì ừ, ở cái nhà anh đang học. Nghiên cứu chỉ số HbA1c và Adalai ạ. Ăn sinh bổ HbA1c. Rồi, giá trị test value ạ. Mình đọc luôn cả IB đúng không ạ? Người ta hỏi là kiểm định với giá trị 7 đúng không nhỉ? Như vậy là phần test value đấy mình sẽ nhập giá trị 7 luôn nhé. Rồi ok ạ. Chị đọc cho cỡ mẫu là bao nhiêu nhỉ? Cỡ mẫu là 28 ạ. Rồi. Giá trị trung bình là 7,6964 ạ. Rồi, độ lệch là bao nhiêu ạ? Độ lệch là 3,328 ạ. Vâng. 9 ạ. Trung bình khác biệt là bao nhiêu ạ? Em thấy trung bình khác biệt là 0,6946 ạ. Vâng. Giá trị P là bao nhiêu nhỉ? Giá trị P ạ. Giá trị P ở đây là 0,278 ạ. Vâng, P là 0,278 đúng không ạ? Vậy mình kết luận là gì ạ? Đó thì đưa ra kết luận là cái không có sự khác biệt của HbA1c so với 7 ạ. Vâng, đúng ạ. Như vậy chúng ta kết luận là không có sự khác biệt giữa trung bình lượng HbA1c của nghiên cứu này với giá trị 7 nhé. Rồi, cảm ơn chị Hằng nhé. Thế thì các anh chị thấy là với những cái bài này thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải sử dụng lệnh select case đúng không ạ? Để chúng ta chọn ra những cái bản ghi thỏa mãn điều kiện. Thế thì để mà chọn ra được những cái bản ghi thỏa mãn điều kiện đúng thì đầu tiên là các anh chị chúng ta sẽ phải tìm đến cái biến đó. Chúng ta vào trong cái mục chúng ta vào phần gì ạ?
variable view đúng không ạ, để chúng ta check xem là những cái giá trị đấy nó được gắn nhãn là gì đúng không nhỉ. Ví dụ như là chúng ta đây, chị Hằng, chị tắt chế độ chia sẻ màn hình đi nhé. Chị Hằng tắt giúp chế độ chia sẻ màn hình nhé. Em thấy tắt ở chỗ mình đẩy chuột lên góc trên cùng ấy, thì nó sẽ hiện ra stop xe của mình ấy. Tích vào đấy ạ. Rồi, ok. Đây đúng không ạ? Thế thì với những cái bài toán này thì đầu tiên là chúng ta sẽ vào ở đây, các anh chị thấy là bao giờ trong cái file dữ liệu của chúng ta nó có hai màn hình đúng không ạ? Màn hình data view và màn hình variable view. Thì màn hình này nó sẽ hiện thị danh sách các biến đúng không ạ? Cũng như là cách gắn nhãn cho các cái giá trị của biến. Thế thì chúng ta vào đây đúng không ạ? Ví dụ như là biến giới thì chúng ta vào đây thì chúng ta nhìn thấy ngay là giá trị 1 thì gắn là nam đúng không ạ? Giá trị 2 thì gắn là nữ đúng không nhỉ? Rồi chúng ta tìm đến cái biến hút thuốc đúng không ạ? Đó. Thì 1 là có hút, 2 là không hút đúng không ạ? Như vậy chúng ta phải xác định được những cái giá trị của những cái biến đó. Ví dụ như nam giới thì là giá trị là 1, còn có hút thì giá trị là 1 đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ vào data và chọn select kênh. Đó, giới tính bằng 1 và đúng không ạ? Hút thuốc đúng không nhỉ? Thế thì các anh chị sẽ thấy là ở bao giờ cái biến ấy thì nó cũng là viết hoa và đóng mở ngoặc, còn cái nhãn thì nó ở phía trước đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái tên biến là chính nhá, còn cái nhãn thì nó giúp chúng ta nhận biết thêm đúng không ạ? Bằng 1 đúng không nhỉ? Đấy, sau khi mà chúng ta làm lệnh xong, thế thì các anh chị muốn chắc chắn thì chúng ta sẽ vào gì ạ? Màn hình data view đúng không ạ? Chúng ta thử check lại một chút đúng không nhỉ? Kiểm tra lại, ví dụ như là những cái bệnh nhân này thỏa mãn thì xem nó có đúng là nam giới không? Và có phải là hút thuốc lá không đúng không ạ? Đó, như vậy chúng ta thấy là chúng ta lọc dữ liệu đã đúng rồi, thì sau đó chúng ta mới làm cái phần thống kê đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ đọc cả cái bài toán. Thì ở đây IA và IB thì mình sẽ hiểu đây là bài toán so sánh trung bình với một giá trị cho trước đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ vào compare mean và chọn one simple t-test đúng không nhỉ? Thì như lúc trước chị cũng đã làm rồi đúng không ạ? Thì ở đây tôi sẽ nốt lại để các anh chị nào mà chúng ta chưa làm được thì chúng ta hình dung được các cái bước làm cái bài toán này. Rồi ạ, như vậy thì hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong cái bài số 5 đúng không ạ? Là bài toán về so sánh trung bình, và chúng ta làm việc với biến nghiên cứu của chúng ta là biến định lượng đúng không ạ? Thế thì trong bài toán này thì chúng ta sẽ có 3 bài toán con, đúng nhỉ? Bài toán thứ nhất là so sánh trung bình với một giá trị cho trước, đúng không ạ? Bài toán thứ hai đó là so sánh trung bình của hai nhóm. Và bài toán thứ ba đó là so sánh trung bình trước và sau khi điều trị, đúng không ạ? Thì mỗi một bài toán thì chúng ta đều vào lệnh compare mean, và chúng ta sử dụng một trong ba cái lệnh, đúng không nhỉ? Sau đó các anh chị biết cách đọc kết quả, biết giải thích ý nghĩa về thống kê cũng như là giải thích ý nghĩa về y học. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái bài này.